Xin chào các bạn đã quay trở lại của kênh Xuân Spoiler. Những tin tức mới nhất bộ phim Bestseller sẽ phát sóng vào ngày thứ hai, 9/1/2023. Sẽ được chúng tôi đề cập trong video ngày hôm nay. Dựa vào những cái chuyện xảy ra tập sau sẽ trong tháng tư và những bản tin tiết lộ, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn những tin tức, những tin tức mới nhất về bộ phim Bestseller. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.